Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Nguyễn Thành, được phát sóng vào 21 giờ các ngày trong tuần trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất chương trình này. Hôm nay thì chúng ta rất vui khi được quay trở lại với câu chuyện Hòa Thần của tác giả Thiên Hạ Ba Sướng, người dịch Jessica Lee. Chương 6: Đấu pháp Phân Long Hội. Hồi 4. Trước giờ tính cách của Lưu Hoành Thuận là vậy, thà bị người đánh chết chứ không để người hù chết. Biết do trên núi có hổ cũng nhất định phải lên núi, không chỉ xé nát lá bùa Lý Lao Đạo đưa, còn muốn dẫn người ra ngoài tuần tra. Lão Bánh Quẩy đã quen làm việc cẩn trọng, thà tin là có, không tin là không. Sống chết ngăn cản Lưu Hoành Thuận, kiểu gì cũng không cho anh ta ra ngoài. Trời mưa lớn như vậy, theo lệ không cần tuần tra, để một người trực ở cửa là được, dù sao cũng không có việc gì làm. Chỉ bằng ở lại đồn cảnh sát, mấy người cùng nhau nấu mì đả lỗ. Đồn cảnh sát Hòa Thần Miếu đổi chỗ, đáng lẽ nên ăn mừng một bữa, chọn ngày chỉ bằng đúng ngày, không bằng làm luôn hôm nay. Lão Bánh Quẩy làm vậy là để xoa dịu Lưu Hoành Thuận. Căn nhà hiện tại tuy cũ nát, tốt xấu gì trước cửa cũng treo tấm biển đồn cảnh sát Hòa Thần Miếu. Bên trong lại toàn tuần cảnh mặc cảnh phục, tà ám chắc không dám đến quấy rối. Ông ta vừa nói vừa dùng mắt ra hiệu cho trương sĩ Lý Sán, bọn họ thay nhau khuyên can, mai mới kéo được Lưu Hoành Thuận về phòng. Trương sĩ Lý Sán ra ngoài mua thức ăn, Đỗ Đại Biêu cọ nồi rửa bát, sau đó nhóm bếp, Lão Bánh Quẩy kê bàn bày ghế. Mời vị tuần cảnh đồn cảnh sát Hòa Thần Miếu chuẩn bị ăn bữa mì đả lỗ. Theo thói quen ở Thiên Tân Vệ, cất nóc động thổ, mua bán khai trương, chào lễ đính hôn, dọn nhà chuyển nhà đều ăn mì trộn, mì hỉ, mì thọ, mì tử tôn, mì xuống xe, mì đón khách. Đến kinh doanh thất bại, tách nhà sống riêng cũng ăn một bữa mì chia tay. Ăn mì có thể không quá cầu kỳ, chỉ cần chuẩn bị nước sốt, dầm ít củ cải, dưa chuột. Không thì tùy ý xào một đĩa đồ ăn có nước sốt, trộn với mì là có thể ăn. Hoặc có thể tuân theo quy củ, ăn một bữa mì đả lỗ đích thực nếu đủ người chuẩn bị. Trước tiên phải gom hết nguyên liệu làm nước sốt, bao gồm mộc nhĩ, nấm hương, sò khô, tôm nõn, thịt thái chỉ, trứng gà, đậu phụ khô, súp lơ. Vừa chiên vừa xào, cho thêm chút bột vào nước lèo, nấu thành một nồi nước sốt. Ai cũng chịu trách nhiệm một công đoạn, phần việc của mỗi người sẽ không quá nhiều. Ngoài ra còn ăn kèm với các loại rau củ như dưa chuột, đậu hạt, củ cải đỏ. Bày lên 7 đĩa 8 bát, cùng không thể thiếu mấy món nhắm rượu như trứng tráng, xào thập cẩm, rau sống, thịt đông, chân giò muối, thịt ngâm tương, móng heo hầm, cùng nhau vui vẻ ăn uống, không khí vô cùng náo nhiệt. Đồn cảnh sát điều kiện có hạn, ăn mì đả lỗ tuy không cầu kỳ, nhưng dù sao cũng phải đầy đủ hương vị. Trương Sĩ Lý Sán ra ngoài một chuyến, mua hết những thứ cần thiết, mang tiếng là mua, thực ra là vòi. Hai tiểu tử này trên người không có lấy một xu. Theo cách nói của bọn họ, mặc áo quan còn phải bỏ tiền ăn cơm, đó chính là không có bản lĩnh. Riêng tỏi đã có mấy loại: tỏi ngâm, tỏi muối, tỏi sống. Muốn ăn cái gì có cái nấy. Mấy người đồng loạt ra tay, cắt rau, chuẩn bị gia vị, nấu mì, bận rộn đến tận buổi chiều. Bày đầy một bàn, trước mặt mỗi người là một bát mì không, bên cạnh có nồi nước sốt to bự, món nóng món nguội chừng 7-8 bát. Bên ngoài trời càng mưa càng to, trong phòng lại vô cùng nóng nực. Bốn người kia đều ăn mì đã chuẩn bị sẵn, riêng Lưu Hoành Thuận ăn một kiểu. Sợi mì vớt ra khỏi nồi cũng không trụng qua nước lạnh mà trực tiếp ăn nóng. Anh ta không giải thích nổi
vì sao cảm thấy cơ thể rét run từng đợt, trong lòng buồn bực, đầu óc giống như có tảng đá lớn đè nén. Vân biệt ma cổ đạo làm loạn tại Thiên Tân Vệ, vậy mà chính quyền chẳng ai quan tâm, chỉ bằng sức của một mình anh ta sao có thể một lưới bắt hết tàn dư ma cổ đạo còn ẩn núp trong thành. Đúng lúc Trương Si Ly Sán bê đến một vò rượu lâu năm, có câu ba ly rượu vạn sự an ổn, một lần say giải ngàn nỗi sầu. Mấy người nâng ly cụng chén mời mọc lẫn nhau, vui vẻ uống đến khi chạng vạng. Lưu Hoành Thuận đầu óc nặng nề, vào phòng trong nằm gục trên bàn, thiêu thiêu chìm vào giấc ngủ. Trong lúc mơ màng, chợt thấy bốn người thân mặc áo đen, đầu đội mũ, quỳ dưới đất không hề nhúc nhích. Tạm thời gác lại chuyện của Lưu Hoành Thuận, lại nói đám người lão bánh quẩy ăn uống no say, ai nấy tìm một góc ngả lưng. Căn nhà tồi tàn của đồn cảnh sát Hỏa Thần Miếu không có điện, trước cửa treo đèn lồng giấy bồi, trong phòng chỉ có hai ngọn đèn dầu chập chờn lập lòe lúc sáng lúc tối. Bên ngoài trời vẫn mưa gió không ngừng, tuy không xảy ra việc gì quái lạ. Nửa đêm, Lý Lao Đạo vác theo bảo kiếm cùng một tay nải lớn, hồng đeo lủng lẳng hồ lô, dù cũng không mang, ướt như chuột lột, nước theo đạo bào chảy xuống tong tòng, sắc mặt xám đen, trông chẳng khác gì người chết, vội vã chạy tới đồn cảnh sát Hỏa Thần Miếu. Đến nơi phát hiện trước cửa không dán lá bùa màu vàng, lập tức giật mình kinh hãi, sắc mặt từ xanh chuyển sang trắng, hỏi lao bánh quẩy ra mở cửa mới biết lá bùa đã bị Lưu Hoành Thuận vứt đi. Lý Lao Đạo vừa nghe không giấu nổi kinh ngạc, lẽ ra không dán bùa ở cửa, lúc này phải nhặt xác Lưu Hoành Thuận rồi mới đúng. Ai ngờ anh ta chẳng có việc gì, còn ngủ khò khò trong phòng. Lão bánh quẩy thấy tiện nghi tuyệt không thể bỏ qua. Buổi chiều lúc ăn bì trộn đã uống không ít rượu, uống xong là gan cũng to hơn, ánh mắt say sưa mơ màng, cất giọng lè nhè: Lý Lao Đạo à, à không phải bọn ta không tin ngài, nhưng ngài cũng quá coi nhẹ Lưu Đầu Nhi rồi. Ngài nghĩ Lưu Đầu Nhi là ai nào? Đường đường trưởng đồn cảnh sát Hỏa Thần Miếu, danh hiệu phi mao thối của đội truy nã thành Thiên Tân, từng phá bao nhiêu đại án, bắt giữ bao nhiêu trộm cướp, hà có thể bị một cái quan tài giấy chủ chết à? Lý Lao Đạo nghe xong liên tục lắc đầu. Cho dù quan thánh đế quân dũng mãnh phi thường, cũng khó bảo toàn khi thời vận suy sụp. 25 tháng 5, Phân Long Hội sẽ là ngày Lưu Hoành Thuận chịu kiếp nạn. Đường đi hiểm trở sao tránh khỏi, khó khăn trước mắt phải đương đầu. Không phải nằm trong nhà ngủ một giấc là có thể tránh thoát. Lý Lao Đạo bảo lao bánh quẩy dân mình đến các phòng xem một lượt. Hiện tại đồn cảnh sát Hỏa Thần Miếu trong ngoài hai khu, nhà ngoài một phòng sách, một phòng ngủ, ở giữa là gian chính, bàn ghế bày la liệt, bếp ở phía đông, phía tây còn chưa kịp thu dọn. Lý Lao Đạo nhìn tới nhìn lui, phát hiện góc phòng phía tây trông chất bốn cái lồng gà, thầm kêu một tiếng quái lạ. Hết hồi 4. Hồi 5. Bốn cái lồng trông chất ở gian phía tây đồn cảnh sát Hỏa Thần Miếu nhốt thứ gì? Lúc trước đã nói, thì ra khoảng thời gian trước thành Thiên Tân liên tiếp xảy ra hỏa hoạn, tổng cục cảnh sát tăng số người tuần tra canh gác trong thành, tạm thời điều động 3 tuần cảnh của đồn cảnh sát Hỏa Thần Miếu là Trương Sĩ Lý Sán, Đỗ Đại Biêu. Đỗ Đại Biêu còn đỡ, hai tên vô lại Trương Sĩ Lý Sán ra ngoài tuần tra, không vào được thứ gì coi như tay trắng. Cùng ngày có tiệm ăn lớn khai trương, bọn họ ra ngoài không xem hoàng lịch, nhưng vận khí lại không tồi. Thấy con món hời liền dùng mắt ra hiệu cho nhau, bảo Đỗ Đại Biêu chờ bên cạnh. Hai người chắp tay sau lưng, nghênh ngang đi tới trước cửa. Mở tiệm kinh doanh chú trọng hòa khí sinh tài, sợ nhất chọc vào lưu manh tuần cảnh. Một khi đắc tội những người này, cứ giam 3 bữa lại tới làm loạn một lần, việc làm ăn coi như đi tong. Chủ tiệm vừa thấy tuần cảnh tới, vội vàng bê ra chiếc hộp đã chuẩn bị sẵn. Bên trong có rượu cùng mấy món ăn, chính là để đuổi khéo đám người này. Không chỉ há miệng cười toe toét, mà còn luôn mồm kêu các vị vất vả rồi. Trương Sĩ Lý Sán thầm nhủ,
Đúng là toàn cảnh trong thành lắm cái béo bở. Kẻ buôn bán cũng hiểu quy củ. Cửa sông tam xóa làm gì có chuyện hời thế này. Hết cả tuần tra, trời cũng đã tối. Ba người không quay lại đồn cảnh sát, tìm nơi vắng vẻ, mở hộp đồ ăn ra xem. Ôi chao, mấy thứ bên trong thực không qua loa. Có cá, có thịt, rượu cũng là thấu bình hương. Mấy loại rượu 2 xu một chén trong quán cóc ven sông sao có thể so sánh. Đồ đại biểu thấy có món ngon, ngoác miệng cười toét toét, săn tay vén áo lao vào ăn. Hai tên vô lại Trương Si Ly Sán nào chịu ngồi yên, suốt ngày bơi móc kiếm chuyện, nghi bụng không thể để Đỗ Đại Biêu ăn không uống không, muốn chọc kẹo hắn cho vui, liền thi nhau tâng bốc, toàn nói lời dễ nghe, quả thực nâng Đỗ Đại Biêu lên tận mây xanh. Bảo hắn sức mạnh chẳng kém gì Kim Cang La Hán, nem lù nước đập chết Ngũ Đấu Thánh Cô trong Thiết Sát Am, bắt sống tên mặt trắng tại cửa sông Tam Xóa, hết thảy đều là công lao hạng nhất. Mặc dù là công việc của đội truy nã, nhưng lại khiến đồn cảnh sát Hỏa Thần Miếu mà mày mở mặt. Già trẻ lớn bé Thiên Tân Vệ nhắc tới Đỗ Đại Biêu, không ai không giơ ngón tay cái, đều nói Liêu Đầu Nhi của chúng ta là hỏa thần gia, chân đạp phong hỏa luân hỏa hạ giới. Đỗ Đại Biêu chỉ là tướng quân trấn điện Hỏa Thần Miếu, đáng tiếc không gặp thời, chưa như ngày xưa thì lợi hại thế nào đây. Đến Tây Sở Ba Vương đứng đầu vạn quân, anh dũng cai thế, so với ngươi cũng không phải đối thủ. Đỗ Đại Biêu nghe xong lời này trong lòng vui sướng, bình thường không ai định bợ hắn như vậy, uống hết chén này đến chén khác. Trương Sĩ thấy Đỗ Đại Biêu đang ngà ngà say, liền đứng một bên châm ngòi thổi gió. Mọi người đều nói ngươi thể lực hơn người, có bản lĩnh khiêng đỉnh dậy núi, bất quá theo ta, lời họ nói tuy đúng nhưng vẫn chưa đầy đủ. Đỗ Đại Biêu người không chỉ có sức mạnh, lá gan cũng lớn. Tục ngữ có câu, kẻ tài cao, lá gan cũng to. Trên người có bản lĩnh như vậy, lòng can đảm sao có thể nhỏ được. Hôm trước ta nói với Lý Sán, người đoán sao nào? Thằng nhóc này thế mà không phục. Lý Sán chen miệng, đúng đúng, bàn về thể lực, Đỗ Đại Biêu người đứng đầu vùng đất cuối Cửu Hà, phải nói là hận trời không có khuyên tròn, hận đất không có tay nắm. Nếu trời có khuyên tròn, người có thể kéo sập cả bầu trời. Nếu đất có tay nắm, người có thể lật úp cả mặt đất. Thế nhưng nói đến dũng khí, ai, ta quả tình chưa từng thấy qua. Đỗ Đại Biêu không biết mình bị gai, nghe xong lời này huyết khí dâng trào, dùng tay vỗ đùi, trợn mắt lớn tiếng hô, chưa từng thấy cũng không sao, người cứ nói đi, xem ta có dám làm không nào. Trương Sĩ thấy hắn nổi giận, làm bộ hòa giải, ấy đừng 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 đừng, bọn ta chỉ nói chơi thôi, chớ coi là thật. Uống rượu, không cần nghe hắn. Trước giờ Đỗ Đại Biêu vẫn luôn cố chấp, hà có thể để hai thằng nhóc này coi thường, nhất định không chịu bỏ qua. Một hai bắt Lý Sán phải nói ra. Hai tên vô lại thấy cá đã cắn câu, âm thầm phi cười. Bảo cuối nam tiểu đạo tử có một căn nhà lớn, nếu người có gan đi một chuyến tới đó vào ban đêm, chúng ta không chỉ tâm phục khẩu phục, mà còn cho ngươi uống rượu cải hoa, mở tiệc chúc mừng. Còn ngõ nam tiểu đạo tử nằm ở cổng phía nam, thời điểm thành Thiên Tân vẫn còn tường bao, hai bên cổng thành đều có đường lớn, có thể thẳng lưng cưỡi ngựa đi sang đầu thành bên kia. Sau này tường với đường đều bị phá hủy, hết thảy chỉ còn lại tên địa danh năm đó. Nam tiểu đạo tử vừa hẹp lại vừa dài, căn nhà cuối cùng chính là nghĩa trang, đã bỏ hoang nhiều năm. Bên trong còn có mấy cô quan tài rách nát dùng làm nghĩa cữu, tạm thời đặt xác chết. Từ khi nghĩa trang hoang phế đến nay, ban đêm luôn phát ra tiếng động lạ, nghe đồn là do oan hồn quấy phá. Ban ngày còn đỡ, tôi đến chẳng ai dám qua bên đó. Đỗ Đại Biêu không hề nghĩ ngợi, đáp, có gì mà không dám, đừng nói ban đêm đi một chuyến, ở lại một đêm cũng chẳng thành vấn đề.
Ly Sán giơ ngón tay cái, công nhận ca ca to gan lớn mật. Người khác so với ngươi thật đúng là Vương nãi nãi gặp phải Ngọc nãi nãi, kém hơn một chút. Chữ Vương ít hơn chữ Ngọc một dấu chấm, trong tiếng Trung là nhất điểm, cũng có nghĩa là một chút. Đoạn này hai nhân vật nói giỡn, một chấm, hai chấm, ba chấm có thể hiểu thành một chút, hai chút, ba chút. Y nói người này bản lĩnh kém hơn người kia. Trương Sĩ nói đâu chỉ vậy, theo ta đó là Mã nãi nãi gặp Phùng nãi nãi, kém hai chút thì có. Lý Sán bĩu môi, cái thằng nhóc lắm mồm, Vương nãi nãi gặp phải Uông nãi nãi ít nhất cũng kém ba chút đó nha. Trương Sĩ cãi, nói kiểu như ngươi thì Năng nãi nãi gặp phải Hùng nãi nãi kém đến tận bốn chút, không phải ta nhiều lời, chứ ta thật sự bái phục ca ca. Đoạn này hai người sẽ chơi chữ. Các bạn có thể ghé qua blogspot của Jessica Lee để có thể đọc kỹ hơn về phần này nha. Đô Đà Biêu nghe xong cảm thấy sốt ruột, một hơi uống cạn bình rượu, trợn mắt mắng, mẹ kiếp, cả người nói nhăng nói quậy gì đây? Nếu so kẻ khác với ta, chẳng khác gì Vương nãi nãi gặp phải Vương mặt dỗ, không biết bản lĩnh kém bao nhiêu lần đâu. Dứt lời, một tay túm một người đi như bay đến thẳng cổng thành phía Nam, vào trong con ngõ Nam Tiểu Đạo Tử. Lúc này đã qua canh hai, bầy đèn bao phủ che mở ánh trăng, khắp nơi tô đèn một mảng, xòe bàn tay không thấy năm ngón. Thỉnh thoảng có cơn gió lạnh thổi qua, chui vào cổ áo, khiến người dùng mình không rét mà run. Đô Đại Biểu chẳng hề nao núng, một là do hắn có sức mạnh kinh người, hai là do lòng ngay dạ thẳng, dung khí có thừa. Tay châm đèn dầu đi tới trước cổng nghĩa trang, rắc một cái bẻ gãy khóa đồng, đẩy cửa lớn bước vào bên trong. Lúc trước Trường Sĩ Lý Sán thì nhau ăn to nói lớn, đường này thật sự đến nơi, cả hai liền tỏ vẻ kiêng dè. Thầy Đô Đại Biểu đã vào, lập tức đóng cửa từ bên ngoài, lặng lặng tìm cách tránh né, tạm thời không đề cập đến hai thằng nhóc xấu xa này. Lại nói Đô Đại Biểu trong cơn say, tay cầm đèn dầu đi vào giữa đại sảnh, nằm lăn ra đất hình chữ X. Chẳng mấy chốc tiếng ấy đã vang lên như sấm, trông vô cùng thoải mái. Ngủ thì cứ ngủ, lại còn phô bày không ít tật xấu, nghiến răng chép miệng, nước dài chảy đầy mặt đất. Quá nửa đêm mới tỉnh, cảm thấy cổ họng khô rát, muốn uống nước, mơ mơ màng màng ngồi dậy, hoàn toàn không biết mình đang ở đâu. Đường ánh đèn đi xem xét xung quanh, trong phòng toàn bụi đất, khắp nơi phủ đầy mạng nhện, chân tường kê 7-8 chiếc quan tài ván mỏng. Đô Đại Biểu gãi đầu nửa ngày, nhớ ra đây là nghĩa trang cuối con ngõ Nam Tiểu Đạo Tử. Đang định ra ngoài tìm nước uống, chợt nghe trong quan tài vang lên tiếng thùng thùng. Đô Đại Biểu giật mình kinh ngạc, men rượu vẫn chưa tan, hắn cũng không biết sợ là gì, lập tức cầm đèn tiến lên phía trước kiểm tra. Phát hiện trong số quan tài có một cái không được đậy kín, nắp chỉ khép hờ, từ bên trong vươn ra một cái tay người chết khô quắt. Đô Đại Biểu trong lòng buồn bực, người có giỏi thì chui ra đây, thò tay làm gì? Đợi một hồi không thấy động tĩnh, thầm nghĩ có phải do vị này chết đi không ai đốt vàng mã, cho nên mới vươn tay đòi tiền. Đô Đại Biểu tuy ngốc nghếch nhưng lòng dạ không xấu, hắn liền móc ra một đồng tiền đặt vào bàn tay kia. Nói ra cũng thật kỳ quái, bàn tay khô quắt tiếp nhận đồng tiền, lập tức rút vào trong quan tài. Tuy nhiên Đô Đại Biểu chưa kịp rời đi, xác chết lại thò tay ra. Đô Đại Biểu giận đến sôi máu, mắng người đúng là chẳng biết tốt xấu, một đồng tiền còn không biết thỏa mãn, một tháng ta lãnh được bao nhiêu nào, đỡ hết cho ngươi, ta ngáp gió Tây Bắc sống qua ngày chắc. Còn nữa, người chết thì nên tiêu tiền âm phủ, sao lại đòi cả tiền xu trên dương gian? Hắn càng nói càng giận, lập tức hất tung nắp quan tài, muốn nói lý cùng người chết, cầm đèn chiếu vào bên trong,
phát hiện cây xác trong quan tài khô quắt, chỉ còn da bọc xương. Đồ đại biểu tự mình lẩm bẩm: người đã thành cái dạng này còn vòi tiền là sao? Tham tiền như vậy, chẳng lẽ là cha lão bánh quẩy? Nghĩ rồi nhìn kỹ một lượt, thấy bên dưới cánh tay xác chết nâng lên có mấy vật màu đen không ngừng động đậy. Đồ đại biểu tròn mắt kinh ngạc: dưới thân người chết sao lại có vật sống? Là thứ gì đây? Đồ đại biểu là kẻ to gan, nếu là người khác đã sớm té xỉu. Hắn vươn tay kéo cái xác lên, hạ thấp đèn quan sát thật kỹ. Lúc này mới phát hiện, thì ra dưới đáy quan tài có bốn con nhím to bự. Đồ đại biểu thấy là mấy con nhím lừa tiền mình, lửa giận không biết từ đâu bùng lên, mang lớn một tiếng, vươn tay lôi bốn con nhím ra ngoài. Hắn là tuần cảnh, trên người lúc nào cũng có dây thừng, tóm chân nhím buộc lại thành sâu, thuận tay ném sang một bên, cầm đèn tiếp tục tìm kiếm trong quan tài, muốn nhặt lại mấy đồng tiền ban nãy. Nào ngờ trong quan tài có không dưới 100 đồng tiền. Xem ra bốn con nhím này đã lừa được không ít. Lại nói, đồ đại biểu thu nhặt mấy đồng tiền, xách bốn con nhím rời khỏi nghĩa trang. Thời điểm quay lại đồn cảnh sát Hỏa Thần Miếu, trời đã sáng hẳn. Vào trong thấy Lưu Hoành Thuận cũng vừa đến. Lão bánh quẩy trực ca đêm, đang ngáp ngắn ngáp dài, muốn về nhà ngủ. Thấy Đỗ Đại Biểu mặt mũi xám cho, tay xanh bốn con nhím lớn, cau mày trợn mắt xông vào trong phòng, khiến ông ta giật mình kinh hoàng. Không biết Đỗ Đại Biểu muốn làm gì, vội hỏi: sao lại bắt đại tiên gia về thế này, không sợ báo ứng sao? Đỗ Đại Biểu ăn nói vụng về, câu từ lùng cùng, mất nửa ngày mới kể rõ sự tình. Lão bánh quẩy nghe xong liền nói: đại tiên gia hiền linh mượn mấy đồng tiền, đó là tạo hóa của ngươi, sau này nhất định sẽ phát tài. Thế nhưng ngươi vẫn không biết điều, lấy tiền của đại tiên gia lại còn bắt ngài về đây. Lưu Hoành Thuận không cho là đúng: đại tiên gia mấy thứ này làm loạn nghĩa trang, xem ra chẳng phải hạng thiện lành, nhân lúc còn chưa muộn mau quẳng chúng xuống sông đi. Đồ đại biểu là kẻ ham ăn, ném xuống sông chính là phí của rời. Hiếm khi bắt được nhím lớn như vậy, không bằng đắp bùn cho vào lò nướng, lột ra xong thịt còn ngon hơn cả gà non. Chỉ nghĩ thôi cũng đã chảy nước miếng. Lão bánh quẩy hoảng sợ, vội vàng ngăn cản Đỗ Đại Biêu, vẫn nói: hồ, hoàng, bạch, liễu, hôi. Nhím là bạch đại tiên, người chán sống rồi sao, dám ăn thịt cả đại tiên ra? Ngày nào chúng ta cũng ở cùng một chỗ, các người gặp báo ứng, ta tránh thoát được sao? Hãy nghe lời ta, tha cho chúng một mạng đi. Ông ta vừa khẩn cầu, vừa đoạt lấy mấy con nhím trong tay Đỗ Đại Biêu, tìm bốn chiếc lồng gà, mỗi cái nhốt một con, cũng không quên cho bọn chúng ăn uống đầy đủ, còn luôn mồm lẩm bẩm cầu đại tiên gia phù hộ. Vốn định chờ hôm nào đi tuần, tiện thể mang ra bãi tha ma phía tây phóng sinh. Mấy ngày nay bận bịu, lại gặp lúc trời mưa, vẫn chưa thực hiện được. Thời điểm Lý Lao Đạo lôi lồng gà ra xem, phát hiện mấy con nhím đều trợn trừng hai mắt, khóe miệng rỉ máu, cả đám đã mất mạng từ lúc nào. Mấy người trong đồn cảnh sát Hỏa Thần Miếu đưa mắt nhìn nhau. Sáng nay bốn con nhím vẫn còn sống nhăn, lý nào trời vừa sẩm tối lại lăn ra chết. Lý Lao Đạo xem chừng đã hiểu, thì ra bốn con nhím kia làm kẻ chết thay, bằng không mất mạng chính là Lưu Hoành Thuận. Hồ, hoàng, bạch, liễu, hôi, ngũ đại tiên, trong đó hồ là hồ ly, hoàng là chôn, bạch là nhím, liễu là rắn, hôi là chuột. Hết hồi năm. Chúng ta cùng nghe tiếp. Hồi 6. Hồi cuối của chương thứ 6. Đợi đêm gần giờ tí, mưa to như chút nước, sấm đổ vang rền, chớp giật đùng đùng, liên tiếp không ngừng. Căn nhà vốn đã tồi tàn rách nát, góc tường mưa rột ào ào. Mấy người trong đồn cảnh sát Hỏa Thần Miếu sốt ruột, vào phòng gọi Lưu Hoành Thuận. Có điều lay nửa ngày, anh ta vẫn không tỉnh. Lúc này, bọn họ mới phát giác tình huống không đúng. Lưu Hoành Thuận
là Tuần Cảnh chuyên bắt trộm đuổi cướp, trực giác nhạy bén vô cùng, có chút động tĩnh sẽ phát hiện ra ngay, không thể nào ngủ say như chết. Đây cũng chẳng phải do uống say quá chén. Lý Lao Đạo mở miệng: "Cả người đừng động vào anh ta, việc này không nên chậm trễ, mau làm theo lời ta nói, bày binh bố trận." Lần trước Lý Lao Đạo có nói đám bàng môn tà đạo có một pháp bảo là quan tài giấy, âm mưu hại chết Lưu Hoành Thuận vào ngày 25 tháng 5 Phân Long Hội. Nếu đồn cảnh sát còn ở Hòa Thần Miếu cũ, chỉ cần Lưu Hoành Thuận không ra ngoài, tuyệt đối có thể tránh thoát kiếp nạn. Đáng tiếc Hòa Thần Miếu mấy trăm năm đã bị phá hủy, lại gặp lúc trời mưa to, muốn giữ mạng Lưu Hoành Thuận nhất định phải nghe theo sự an bài của Lý Lao Đạo. Đám người lão bánh quẩy sợ Lưu Hoành Thuận có gì bất chắc, chẳng còn cách nào khác, đành theo lời Lý Lao Đạo. Lý Lao Đạo mở tay nải, lấy ra hai cây cờ lệnh đen đỏ viền vàng, một mặt thêu kim long, một mặt thêu bắc đầu, bảo Trương Si Lý Sán chia nhau cầm cờ. Lại lấy ra một lá phướn màu vàng cam, mặt trên viết sáu chữ lớn: Trực Nhật Thượng Tấu Linh Quan. Bảo lão bánh quẩy ôm trước ngực. Lão bánh quẩy không hài lòng, thầm kêu: việc quái gì đây, lớn tuổi như ta còn phải làm hiếu tử. Có điều trước mặt mọi người ngại đôi co, cho nên không dám nhiều lời. Lý Lao Đạo phân phó xong xuôi, tự mình đi vào gian chính, bày bảy cái bát xuống đất, dưới môi bát kê một đôi đũa, tiếp theo đổ dầu từ hồ lô vào bát đèn, thả sợi bấc châm lửa thắp sáng. Không biết lao dùng dầu gì, bốc mùi tanh hôi khiến ai nấy lợm giọng, vội vàng đưa tay bịt mũi. Lão bánh quẩy hỏi Lý Lao Đạo: đạo gia, ngài dùng loại dầu gì, sao có mùi lạ vậy? Lý Lao Đạo bảo: đây là mỡ chó đen. Bảy ngọn đèn dầu trong gian chính tương đương với ba hồn bảy phách Lưu Hoành Thuận. Các người trông cho kỹ, tuyệt đối đừng để đèn tắt. Một khi đèn tắt, hồn phách sẽ tiêu tán, mạng người coi như xong. Dứt lời, lao lại giao cho Đô Đại Biêu một thanh bảo kiếm, kêu hắn bảo vệ cổng lớn, không cần để ý động tĩnh bên ngoài. Trời sập cũng đừng quan tâm, cứ ở yên một chỗ, bất kể có thứ gì tiến vào, người cứ dùng bảo kiếm mà chém. Sau đó bảo ba người lão bánh quẩy cùng Trương Sinh Lý Sán cầm cờ canh giữ hai bên cửa. Sau khi bố trí thỏa đáng hết thảy, Lý Lao Đạo bảo mình phải đi. Việc nên làm đều đã làm rồi, hiện tại lưu lại cũng vô dụng. Tuy con người tính toán mọi chuyện, nhưng rốt cuộc vẫn do số mệnh an bài. Tiếp theo đều trông vào tạo hóa của Lưu Hoành Thuận. Lão bánh quẩy liên tục nói lời cảm tạ, hy hửng đi theo tiễn khách. Trừ Di Ly Sán biết lão bánh quẩy nhát gan sợ phiền phức, tiễn Lý Lao Đạo là giả, tìm cơ hội chuẩn đi là thật, cho nên đuổi theo túm ông ta lại. Bọn người đóng chặt cửa phòng, ăn xong bị trộn còn dư, ai về chỗ người đấy như lời Lý Lao Đạo phân công, cùng nhau chờ đợi trong đồn cảnh sát. Chẳng mấy chốc đã sang giờ Tí, chỉ thấy mưa rơi mỗi lúc một nặng hạt, trắng xóa mặt đất, chân trời nổi bạch quang. Dân gian có câu: lượng nhất lượng hạ nhất trưởng. Thiên Tân Vệ đã nhiều năm không có mưa lớn như vậy. Lượng nhất lượng hạ nhất trưởng, kinh nghiệm dân gian, nhìn mây xem thời tiết. Nếu trên bầu trời nhiều mây, có vành sáng trắng, có khả năng sẽ có mưa to. Có điều chờ đến canh 4 vẫn không thấy có gì khác lạ. Ba người Trương Sĩ Lý Sán, Đô Đại Biêu uể oải, nói chuyện câu được câu mất, ngủ gà ngủ gật. Lão bánh quẩy mót đi tiểu, ngồi trong phòng âm thầm kêu khổ. Lý Lao Đạo đã dặn bất luận thế nào cũng không thể mở cửa. Nhưng không mở cửa làm sao ra ngoài giải quyết nỗi buồn? Nếu tiểu trong phòng và nhân bị mấy người kia bắt gặp, chẳng phải mất hết mặt mũi hay sao? Xưa này con người có ba cái gấp. Sau nửa đêm, lão bánh quẩy thật sự nhịn hết nổi. Người sống sờ sờ đâu thể chết vì nhịn tiểu. Thấy ba người kia đều đang ngủ, ông ta mừng thầm trong lòng, nghi mở một chút cũng không bị phát giác. Vì thế lặng lẽ mặc áo tơi, rón rén đi ra cửa.
Nào ngờ vừa duỗi tay mở, một luồng âm phong bất ngờ ập tới, xông thẳng vào trong phòng. Lão bánh quầy vừa nhát gan lại mê tín, thấy âm phong kéo đến chẳng phải điều tốt lành, lập tức hốt hoảng, nhất thời cứng miệng, đôn quần ướt sũng, muốn đóng cửa đã không kịp. Luồng hắc khí chớp mắt bay vào phòng, lờ lờ sát mặt đất. Toàn thân Trương Si Ly Sán lạnh toát, trợn mắt nhìn lão bánh quầy mở cửa. Ai nấy giật mình kinh hãi, chỉ thấy luồng gió đen kia đảo quanh căn phòng, khiến bảy ngọn đèn lập lòe lúc sáng lúc tối, vội vàng tung lấy Đỗ Đại Biêu. Đỗ Đại Biêu đang nằm mơ ăn gà nướng, đột nhiên bị người lôi kéo, ngơ ngẩn cầm bảo kiếm trong tay, không hề nhúc nhích. Trương Sĩ vươn tay đập hắn một cái. Lúc này Đỗ Đại Biêu mới giật mình bừng tỉnh, vùng bảo kiếm chém loạn xạ. Luồng gió đen len lỏi khắp nơi, chúng một nhát hóa thành hư ảo. Chỉ thấy một con người giấy bị trẻ làm đôi, rơi xuống đất. Trên thân còn viết một chữ phong. Nói thì chậm, xảy ra thì nhanh. Bảy ngọn đèn dầu trong phòng đã bị luồng gió đen thổi tắt mất sáu. Chỉ còn một ngọn leo lét chập chờn, lại bị Đỗ Đại Biêu vung kiếm chém trúng. Mở cho đèn văng ra đầy đất, đèn cũng tắt ngấm. Bên ngoài trời vẫn mưa như chút, sấm sét ầm ầm. Bốn người toàn thân toát mồ hôi lạnh, chẳng ai dám hé răng nửa lời. Xem ra đêm nay đối phương quyết lấy mạng Lưu Hoành Thuận. Thực đúng là người làm người chết trời không chịu, trời làm người chết có khó chi. Bọn biết chuyện xảy ra thế nào, xin xem tiếp phần sau. Hết chương 6. Mặt trời xuống núi, chim bay về tổ, khách qua đường tìm chỗ dừng chân. Kể đến đây đã xong một đoạn. Chuyện ngày mai xin để tính sau. Hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.